Em đồ gỗ mỹ nghệ chứng minh Hải Phòng và xin kính chào tất cả các bác. Chúc mọi người có một buổi tối hôm nay, buổi tối ngày thứ sáu. Dạ là cũng ngày thứ sáu rồi. Trên đủ buổi tối ngày hôm nay em lên chia sẻ với mọi người một số cái sản phẩm rất là đẹp tuyệt vời. Các bác hãy yêu thích những cái sản phẩm đẹp mà giá cả hợp lý thì mời mọi người cùng xem clip em mình và ưng cái sản phẩm nào, cái món gì thì các bác có thể liên hệ với em cho đơn vào đấy nhá. Em vừa ăn cơm không? Và kết thúc một ngày làm việc xong tranh thủ làm bát cơm xong rồi nên quay clip chia sẻ mọi người một số sản phẩm đồ uống rất đẹp. Thì cái sản phẩm đầu tiên mà em mới muốn chia sẻ mọi người đây là một cái bức đặt ma. Thực sự là em làm, em đầu tư rất là nhiều công vào đây, rất là nhiều công mọi người nhé. Đây là bức đặt ma thuần nghê đứng dưới một nghê này. Và hàng ngày làm rất là lâu công và chia sẻ mọi người đây làm kỹ. Và cục gỗ này là liền một khối như này, nó là một cái dễ hương rất là đẹp. Đây là em lựa một cục phôi đẹp nuột từ trên xuống dưới, nói chung là một cục phôi rất là chất gốc, chất một cái dễ hương thẳng và em cho đục kỹ để anh em nào thích hàng kỹ mọi người nắm nhá. Đấy, bước này lên chân luôn đẹp lắm. Trên là cụ có gậy này tầm đây là lúc này là tao gọi là ma cất thực, bởi vì cầm bát là cất thực. Từ dưới đứng nghe này, cái nghe này là nghe hàng kỹ, nghe dư sần mọi người nhé. Anh em riêng cái phần nghe này, nếu các bác đi mua một con nghe thì thường thường là một con nghe này nó giá từ tầm khoảng 2,5 triệu. Nhưng con nghe thì không, bởi vì hàng này nó được kỹ. Và về cái chất gỗ thì em mình có thể khẳng định mọi người lúc này chất gỗ cực kỳ đẹp, đẹp thật sự luôn mọi người nhé. Anh em có đam mê thì ngay bên lúc này. Rồi em sẽ quay cho mọi người ngắm. Clip này em sẽ quay nhanh mọi người nhé, quay nhanh không? Nhanh rồi, anh em mà lướt nhanh rồi. Thứ sáu gỗ thì chia sẻ mọi người là gỗ rất là đẹp và đục thì rất là sâu, đục rất là sâu và đục kỹ. Mọi người sẽ để ý là cái chất vân này, đây là hương ta của mình mà em lựa những cục phôi VIP em làm. Bên dưới là mình nghe này, mọi người thấy phần tai nghe đục kênh nha mọi người nhé. Các bác mua nghe để cũng không mấy khi có người thợ người ta làm mới nghe mà nó kênh như này đâu, nhưng mà đây làm được kênh hết này. Đây phần kênh này, đây này rất đẹp, đục moi rất là sâu ở trong gầm mọi người nhá. Đây đục rất là moi, rất là sâu ở trong gầm, bởi vì hàng này là làm rất là lâu, nửa tháng giờ mới được một bức như này. Cái phần đuôi nghe này mọi người nhìn này, gỗ nó một mè gỗ như này thì là mình mới đục tơi ra, đục tơi cái gậy và đục tơi cái đuôi này ra. Anh em nhìn kỹ từ cái phần tỉa chân này, là đục là rất là, mọi người thấy cái áo nhá, thường các bác mua là cái phần cong của cái áo này này, cái phần cong của cái áo này thường thường là cong ít thôi và gần như là nó sẽ sát xuống cái bên dưới bệ bên dưới này, chứ không mấy khi mà có những cái sản phẩm cái phần áo nó sẽ cong lên như này đâu. Và mọi người thấy cái phần bệ bên dưới này đều là chặt mây hết, chặt mây và tỉa mây hết, có nghĩa là hàng này là kỹ. Đây phần cái dây buộc thắt lưng này. Thì cần chất gỗ thì đây là hương ta và hàng này là hàng một cục gỗ thửa, nên là các mọi người có thể yên tâm, em sẽ quay kỹ mọi người nhé. Các bác kiểm tra giúp em cái phần bên này này. Đây, mọi người nhìn thì biết thực sự là rất lâu công. Những cái bức này trên thị trường bán thì đều là tầm khoảng 13 đến 15 triệu bức như này hết, rất là cao, cao giá lắm, nó gần như là lên hàng nghệ nhân đấy mọi người. Anh em xem những người, những cái bức mà người ta cứ quảng cáo là nghệ nhân loại nghệ nhân kia, thực sự là nghệ nhân nhiều khi đục còn không được tơi như này đâu, không kỹ đâu, bởi nghệ nhân bây giờ đục rất là dối, vì người ta làm đều nó làm theo chiều hướng là làm thương mại rồi, là đục rất là dối, nó cũng không được kỹ này đâu. Đây là đục tơi góc này, chỗ này đục lấm này, cái này là một số cái lá cọ này, lá cọ này, đây lấm, đó. Trên này, bây giờ em sẽ quay đến phần trên này để mọi người thẩm cái bên trên này. Thì anh em sẽ nhìn thấy là cái vân này, và trong cái phần gỗ này nó không có tâm luôn ạ, gỗ đặc, mọi người thấy nó rất là đẹp. Đây cái phần này moi, moi hết da này, phần tay này, mọi người kiểm tra phần tay này. Đây phần tay này. Đây. Đó, anh em mới kiểm tra. Phần này là cái hài, là cái giày của cụ này. Đây đục tơi hết da gỗ liền, mà sau đó mình đục tơi ra nhé. Tôi cái này, cái dây này cũng là được tươi rồi này. Ok, diện mặt bên này có cái gì này,
Đó, tất cả cái này đều là gỗ dày không, mình đục tơi ra hết. Rồi em sẽ quay một chút đằng sau. Cái phần nghe là nghe di sần toàn bộ mọi người nhé, di sần toàn bộ. Củ gỗ này rất là to mọi người ạ. Chia sẻ mọi người, củ gỗ này khuôn ban đầu của nó là 86 cân gỗ. Gần 90 cân gỗ. Không phải là ít gỗ đâu mọi người. Hiện tại bước này bây giờ phải hai người bê được, chứ một người bê là cũng bê được mà nó hơi khó một chút. Hơi khó bê. Có theo gỗ theo công thợ đấy mọi người, bên em bán giá hợp lý thôi. Em làm đam mê thì phải. Đây mọi người nhìn này, dáng thế rất là phiêu. Đây, đằng sau là có đục nghe đấy mọi người nhé, chứ không phải là đục đằng thường thường người ta đục thì bên sau người ta sẽ không đục, mà ta chỉ là để cái bệ đá thôi. Đây là thợ đều có làm đằng sau hết và để lại một chút bệ đá ở đây. Đấy, nếu mà đục tươi hết ra thì nó lại hơi nhỏ bệ này, thì để lại một chút đây. Anh em thấy là cái phần này đục tươi hết ra này. Rất đẹp. Lón chặt. Lón tỉa chặt. Để cho đàng hoàng nhá. Nó có hai loại, một lón như thế này. Một lón kiểu lón này người ta gọi là lón ná. Cái loại này thay là lón đan. Lón đan. Lón đan thì nó sẽ lâu hơn một chút và khó làm hơn. Lón đan thì thợ thuyền phải tính. Tính toán làm sao cho hợp lý. Thường thường lón đan rất ít người làm, bởi vì thực đan là một lón cho cụ thì cũng khá là lâu công. Và có thợ chuyên đan, chuyên làm lón đan ta làm như bình thường. Anh em thợ đẹp nhất chỉ có tỉa này. Tỉa này ok. Ok nhá. Trên gỗ thì anh em không phải đắn đo đâu. Anh em đo kích thước nhé. Đây là đo kích thước báo giá mọi người luôn. Chiều cao thì bức này là 1m09, không kỳ là 1m, cả kỳ 1m09 không kỳ 1m, chiều rộng là 39 phân, và độ dày nó cũng phải tầm khoảng 30, độ dày tầm 30 phân. Bức này em đi xin giao lưu mọi người, bức này theo gỗ theo công thợ và giá hợp lý, tầm về cho em mang đi nhé. 8,6 triệu không ship, 8,6 triệu không ship. Anh em nào thực sự đam mê chứ, bởi vì thực sự đã mua cái cục gỗ này nó rơi vào tầm khoảng 3,5 triệu, còn tiền công nữa, tiền sơn cũng là 200, nó gọi được tầm khoảng 4 triệu cả gỗ cả sơn, còn đâu là 4,6 triệu đó là tiền công, tiền công của sản phẩm này, công của công thợ và công của em mình. Để mọi người cứ tính toán nhé. 4,6 triệu thì chắc chắn là mọi người hình dung như này, nó rất là hợp lý rồi, công thợ em lấy mọi người rất hợp lý. Còn mức này mọi người đi thuê là ta lấy 7-8 triệu tiền công, cũng ít thôi. Chỉ phải bê cục xuống nhé, bê cục xuống nhé, để chia sẻ mọi người với mọi khác. Khá là nặng, không nhẹ đâu mọi người. Tiếp theo em mình nên chia sẻ cho mọi người một cái sản phẩm này. Mọi người chỉ cần phải nhìn cái phần vân bên dưới này, anh em chỉ cần nhìn cái phần vân bên dưới này, mọi người sẽ thấy đây là một sản phẩm cực kỳ đẹp. Và em sẽ đặt cái phần đế cho mọi người nhìn này, đây là một cái rễ đẹp tuyệt vời luôn, hàng đẹp tứ diện mọi người nhé. Đây mọi người nhìn này,
chất lượng cực kỳ cao luôn. Hàng này đảm bảo mọi người chất lượng cực kỳ cao nhé. Giờ các bác nào mà càng cần một tác phẩm châu tuyệt vời, một tác phẩm châu đứng tuyệt vời thì mọi người nhớ đến em Minh và nhớ đến cái sản phẩm này này. Nó là một trong những cái sản phẩm với cái chất gỗ đẳng cấp luôn. Chia sẻ mọi người đẳng cấp mọi người nhé. Và cái sừng này cũng là điền, điền. Sừng điền mọi người nhé, không chắp đụa. Nhiều gỗ lắm, sừng điền. Đây anh em nhìn cái chất vân này, anh em thẩm cái chất vân giúp em. Đây là chuẩn hương ta của mình và chỉ có hương ta mình mới có cái chất vân này thôi. Đây là một cái rễ và mọi người thấy này. Đây trên người trâu này. Không có tí vết nỗi lòng mọi người nhá. Đó em lựa là lựa gỗ không có vết nỗi em nào. Đây mọi người nhìn này. Phần gầm rất là đẹp. Và đế là nó đặc xịt luôn, không có lũa có bọng gì cả. Nên là anh em chơi yên tâm nhá. Đây vân mọi người nhìn này. Hoa mắt chóng mặt luôn. Đây mọi người ngắm này. Chất gỗ đây, nó là những cái gốc cây đèo cây hương gốc đá đấy. Đây chỗ này sụn này. Sụn này. Tuyệt vời luôn nhá, gỗ sạch tinh luôn. Không có tí vết tích nào. Quá xuất sắc luôn. Quá xuất sắc mọi người nhá, và gỗ nó không lũa, nó đặc xịt mà cắt gỗ rất là to, cắt đi để lấy cái phần đẹp nhất. Để làm cho mọi người một chú trâu để bàn. Quá đẹp rồi, mọi người nhận hàng cũng khen luôn. Giá thời gian sản xuất ra thôi mọi người. Cái này rộng là 48, cao 30 và độ dày của phôi là 17. Rộng 48, cao 30 và dày 17. Gỗ cực chất và cực đẹp nhá. Chú trâu đẹp mình nhìn ra đi mọi người, giá là 1790 các bác nhá. 1790 nhá, ai thật sự đam mê thì chơi mọi người nhá. 1790. Quá chất lượng luôn. Châu ở đầu cơ nghiệp đại diện cho cái nền văn hóa lúa nước của Việt Nam mình. Đây là các bác sưu tầm và chơi. Tiếp em mình đi cho mọi người một cái sản phẩm này rất là đẹp và xứng đáng để chơi đẹp. Em nên chia sẻ cho mọi người một tác phẩm mà mèo cọc giá hủy diệt cho các bác chơi. To lắm mọi người nhé, con mèo cực kỳ to, mọi người hình như gốc cẩm này, đặc xịt 100% luôn. Và mọi người có thể nhìn đây này, nó nguyên một cái gốc rất là to. Anh em nhìn cục phôi của em, mọi người thấy nhìn đây này, mọi người thấy cái phần bẹ gỗ này, này, nó nguyên một cái gốc cẩm rất là to, cho được một chú mèo. Chất vân cẩm đây mọi người, giá bán bằng gỗ hương nhá. Cẩm mà bán cho mọi người bằng giá gỗ hương để các bác chơi thôi. Cẩm bán bằng giá gỗ hương, cẩm bán bằng giá hương anh em nhá. Cẩm bán bằng giá hương, có những cái vân đen tự nhiên lật đế ra bức này lạ, cực kỳ nhiều phôi và cực kỳ nhiều gỗ luôn. Đây mọi người nhìn này, cực kỳ đẹp và tuyệt vời đúng không ạ? Đây một chú mèo với cái bẹ này. Mọi người nhìn cái bẹ đồ này, to chưa? Niên khối 100% và cái bẹ to khủng luôn. Quá xuất sắc luôn đấy ạ. Bẹ này. Vân này. Cẩm à. Úi giời. Để em đo kích thước con này nha. Cẩm bán bằng giá hương mọi người nha. Cẩm bán giá hương này. Cao là 44, rộng là 27. Em lấy tròn 27, cao 44 và đường kính tròn 27. Cao 44 và đường kính tròn 27, gỗ cẩm tròn 27 phân là cực kỳ to mọi người nhé. Giao lưu anh em bức cẩm này với giá này 1850 không ship. Anh em nhìn đi về cục cẩm thưa mọi người, không có giá gì 1 triệu đâu ạ. Không có giá 1 triệu, dưới 1 triệu cục cẩm ở đâu. Bán cho mọi người bằng giá gỗ hương đấy. Tuyệt vời. Quá chất lượng. Giá thay để cho mọi người giá cực kỳ hợp lý. Tiếp theo em mình sẽ cho mọi người một cái chu nghê đi. Em bán vào cho cái chu nghê. Chu nghê này
chung nghe tăng nghe to anh mọi người. Một cái chung tăng nghe rất là to, là hữu nghị rồi. Chung này anh em nhanh tay bê về nhé. Đảm bảo mọi người chú này to như này, gỗ hương to như này, đục tay như này thì mọi người có mua đâu. Rẻ nhất câu chuyện này có rẻ nhất đi, các bạn cũng phải bỏ số tiền đâu đó là phải rơi tầm 3.7-3.8. Thế thật sự mọi người, có những cái chum em thấy người ta bán nó bé tí, người ta là bán 3.5 triệu rồi, nó chỉ bằng 1/3 hoặc một nửa cái chum này của em thôi, nó bán 3.5 triệu. Mà cái chum này em bán mọi người một cái chum gỗ hương đẹp như thế này to lắm, đây là giá nhà sản xuất cho anh em chơi nhá. Anh em nhớ mua hàng thì nhận hàng thì kiểm tra với em mình hàng to và gỗ hương ta, để mọi người thấy có những phần chớp của gỗ hương ta của mình, giá thì đúng tiền gỗ thì công thợ. Đợt này đang nhỡ chung cấp bởi vì là vừa rồi cái ở ông thợ ông ấy làm cấp của ông ấy nghỉ là nhỡ chung cấp, chung cấp nhiều lắm nhưng mà chưa gọt được. Cái này là dài 62 nhá. Cái chiều dài là 62 mọi người nhá, không phải bé đâu ạ. Các bác tính kích thước. Cao này. Cao 41, dài 62, cao 41. Dày này, dày cho mọi người này. Dày 35. Chung này anh em để ban thần tài nhá. Hết nước chấm luôn. Nó vào đúng cái kích thước của cái ban thần tài to, dạ ban thần tài 60 đấy. Mọi người để ở chỗ ban thần tài giúp em. Đúng hết bài luôn. Phụ hương ta xịn sò. Nhìn này. Bộ đẹp chưa? Tuyệt vời luôn này, người nghề này. Xuất sắc luôn các bạn ạ. Xuất sắc luôn đấy. Xuất sắc luôn đấy, không phải gì đâu. Giá giao lưu mọi người thế này, giá cho các bác chiếc chung nghề này. Em Minh xin giao lưu mọi người chiếc chung nghề tuyệt vời này. Với cái giá cho mọi người chốt nhanh tay. Nhanh tay giúp em mình. 2950 không ship. Mọi người tính gỗ và tính công giúp em. Dài 60. Cục gỗ này mua không bao giờ có giá dưới 1.5 triệu. Tiền sơn và tiền công làm cho mọi người. Thế mọi người tính tiền công đi. Công thợ và công em mình nữa. Đây là gỗ hương ta mọi người nhé. Chứ không phải gỗ ối rồi ôi gì đâu nhé. 2950. Vừa bán vừa tặng vừa khuyến mại mọi người luôn. Gỗ đẹp luộc tuyệt vời luôn, ok chưa? Lạ lắm các tình yêu nhá, không người nhẹ đâu ạ. Bán cho anh em sưu tập, đó mọi người đi tham khảo giá nghe, đảm bảo các tình yêu nghe là kết luôn, nghe là thích luôn, đảm bảo luôn, nghe là thích. Bán tặng mọi người một chú hổ. Anh em nào mà đang sưu tầm những tác phẩm hổ để bàn đẹp, chất lượng thì sưu tầm tác phẩm hổ này nhá. Đây là gỗ chắc, đục liền khối chắc đỏ đen, đục liền khối 100%. Phun này là phun mờ, và hàng đánh xi là chính xác nên là phun mờ. Đây mọi người nhìn thấy gỗ này, đây là những cái phần dễ chắc, gần như là đặc xi 100%. Và trên cái này đục được một tác phẩm hổ để bàn rất là đẹp mọi người nhá. Nhìn chưa? Mọi người nhìn chưa? Đề bàn rất là đẹp và tuyệt vời chưa? Bắt đầu tuổi hổ hoặc đang cầm bổ 12 con giáp, chất lượng hàng gỗ chắc ta, chắc đen chắc ta của mình và đục liền khối, giá cả hợp lý mềm mại thì nhớ đến em Minh. Nhớ đến em Minh mọi người nhá. Này, liền khối 100%. Đề bàn này là hết nước chấm luôn cái dáng hổ này. Dáng hổ rất đẹp. Mọi người nhìn chưa? Cái dáng nó rất là quan trọng cho con này, được cái dáng rất đẹp, chắc đen. Một chút đỏ thôi. Rộng 26, dày 12 và cao là 17, rất là cao nha, cao 17, rộng 26 và sâu 12. Cục gỗ em mua không dưới 500.000 đâu mọi người ạ, không dưới 500.000 của gỗ này đâu, cả sơn si vào nữa, cả công thợ nữa, bán cho các tình yêu này, 950k không xịt mọi người nhanh tay. Rẻ hơn rau, bán toàn giá sản xuất cho các tình yêu chơi thôi. Tiếp tục là
chia sẻ cho mọi người một chú chú hổ. Qua anh em của chú em bán được, em tiếp tục lên chú được. Chú này thì ngược lại chú hôm qua to nha mọi người ạ. Này vân chất lượng lắm mọi người ạ. Vân hoa mắt chóng mặt thì mọi người nhìn. Đây là những cái rễ hương ta của mình mọi người. Em nói mọi người, hôm nay em có xem một clip của một bác cũng có bán hàng trên YouTube, một con hồ này với kích thước này bác bán 3,5 triệu. Em không tin vào tai mình, cùng kích thước và cùng mẫu mã như này mà anh ấy bán 3,5 triệu, trong khi đó mình bán chưa nổi 1,5 triệu. Thì các mọi người biết là em mình bán giá là đây, còn đem đo được kích thước mọi người này, con này dài 75 này. Dài 75 và đục liền khối, hàng mới quáng luôn. Mà em cảm giác cái chất gỗ của em nó còn mới và còn đẹp hơn rất là nhiều. Mà anh ấy bán 3,5 triệu, xong mình bán chỉ có triệu chưa 1,5 triệu. Dài 75 mọi người nha, cao 33. Và độ dày là 20 phân. Đó là một cái rễ hương đục liền khối luôn. Thế mà vẫn có bác mua, thế thải. Siêu thật. Mình bán chưa đến 1,5 triệu chạy chặt được. Mọi người nhìn cái vân của con này là hồng đẹp chưa, con hổ này có cái vân hồng đẹp đấy mọi người. Hàng lên khối không lỗi vết mọi người nhé, em cam kết nhé, anh em nhận hàng kiểm tra nếu lỗi vết trả lại em. Giá cho anh em không đổi, to đẹp hay là nhỏ nhất như thế nào thì giá nó vẫn như thế đấy mọi người nhá. Đây là những cái rễ cho anh em sưu tầm này, đủ gỗ đủ công nhé mọi người nhá, và công còn rẻ hơn cả rau muống cơ. Nhưng mà con này vẫn đẹp lắm, vẫn đẹp lắm. Dài 75 nhá, chứ không phải là dài 35 đâu, 45, 55 đâu mọi người nhá. Giá cho các bác nghe này, 13,79 không ship. Mọi người, em hôm nay em tình cờ em xem được bán 3,5 triệu con hổ như thế này, mình sợ bán siêu phê. Mình con này mình bán chưa đến 1,4 triệu, trong khi đó gỗ hương ta đục tay cả công thợ, cả gỗ, cả công thợ, cả sơn, cả công của người bán như là công em Minh bán mọi người 1,379. Gỗ hương ta và vân này đẹp như thế này, liền khối. Sợ đúng không? Chứ phải công nhận nhiều người bán hàng người ta bán được giá thấp. Một tháng người ta chỉ cần bán, người ta bán giá thế, một tháng người ta chỉ cần bán chục con đồ thôi. Người ta bằng mình bán 100 con luôn. Toàn được giá đã bao nhiêu. Giá thật sợ luôn ấy, nghe giật mình luôn. Em đi cho mọi người một tác phẩm này đây, cộng bán xeo thanh lý nhé. Cái này là nói luôn là bán thanh lý, bởi vì cái hàng này là hàng bỏ bom, hàng bỏ bom nên tôi có giá này mọi người nhé, chứ bình thường không có giá này đâu. Anh em mua tác phẩm gỗ cẩm mà đục liền khối một cụ di lạc cầm lá sen to này ấy, giá rẻ nhất rơi là khoảng 2,9-2,8 triệu. Em mình vẫn đang bán tác phẩm này, em bán cho bác khách là chính xác là giá 2,8 triệu, nhưng mà anh ấy cọc 300 còn thu 2,5 triệu. Nhưng giờ này chắc không lấy nữa sao, nhắn tin không biết trả lời thì thôi em bán cao 65. Anh có xem được clip thì đấy là 300 cọc của anh chuyển sang người sau nhá. Rộng 30, cao 65, rộng 30, độ dày 26, độ dày 26 mọi người. Đây là nguyên một cái rễ cọng đế này, đế đặc xịt to đùng, những đế đặc xịt to đùng siêu vân, không có lỗi vết và hàng liền nguyên khối 100%, liền nguyên khối 100%. Đây mọi người nhìn này, vân đẹp lắm, vân rất là đẹp luôn. Vân rất là đẹp luôn. Đây nó có một chút nũ ở sau này. Em để nguyên nhé. Đây là những cái rễ cẩm nó có một chút nũ. Đây là có những cái phần răm này là do gỗ nó tự nhiên nhé mọi người nhé. Gỗ răm tự nhiên của gỗ. Nhưng mà chất gỗ thì bức này rất là tuyệt vời. Cực đẹp luôn. Đây mọi người nhìn này. Đây là lá sen này. Đó. Đục liền khối 100% mọi người nhé. Và gỗ này thì chắc chắn nó không bị vá víu đâu ạ. Anh em cứ nhận hàng kiểm tra, nếu mà phát hiện ra vá víu trả lại em. Nó chỉ có những cái phần răm này là do đập vừa rồi là cái da gỗ của nó thế, và thứ hai đập vừa rồi nó hanh ấy. Này sụn này.
2,5 đồng nha mọi người nhá, 2,5 đồng các bác cứ tính gỗ giúp em, tính gỗ tính công là ra mà, tính gỗ tính công là ra mà, gỗ của gỗ to này cái phần bệ nó đặc cái này mà, mọi người nhìn cái phần bệ nó dày, gỗ này nó đặc xịt, thì của gỗ này chắc phải tầm ít nhất tầm 1,5 triệu nhìn nguyên khối lên này phải 1,5 triệu gỗ, cầm rẻ nhất 60.000 một cân, rẻ nhất 60.000 một cân, đó 1,5 triệu từ dưới gỗ ra đây bán mọi người 2,5 triệu, 1 triệu tiền công, xong còn tiền sơn si nữa, đó 2,5 triệu mọi người nhá, anh em nào thích đam mê thì bê về chơi 2,5 triệu. Và clip em xin dừng đây, cảm ơi, mọi người rất nhiều, chúc các bạn buổi tối ngủ ngon, em chào em lại, nếu thích làm gì thì anh liên hệ bên em bên điện trước đơn mọi người nhá, em xin chào.